Kính chào quý vị và các bạn đang đến với Tâm điểm thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, để có thể kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 trước ngày 15 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải kéo dài thêm thời gian giãn cách, tiếp tục siết chặt quản lý nhiều hoạt động, hạn chế người dân ra đường để giảm tối thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Theo đó, thành phố đã yêu cầu các ngành địa phương cần linh hoạt, sáng tạo trong công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong thời gian giãn cách, nhất là khi chợ truyền thống vẫn phải đóng cửa để phòng dịch. Thời gian qua, bên cạnh gần 3.000 siêu thị, cửa hàng tiện lợi cùng với hàng ngàn điểm bán hàng từ bưu cục, tiệm tạp hóa, thành phố Hồ Chí Minh còn có thêm nhiều mô hình đa dạng nguồn cung đưa thực phẩm đến với người dân. Đặc biệt, thành phố chủ trương làm tốt hơn việc phát phiếu đi chợ nhằm hạn chế người dân ra đường. Tâm điểm thành phố Hồ Chí Minh hôm nay sẽ cho thấy những nỗ lực của thành phố giúp người dân yên tâm ở nhà chống dịch. Mở đầu như thường lệ vẫn là những tin tức về công tác chống dịch của thành phố. Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hai ổ dịch mới được phát hiện và đưa vào theo dõi nằm trên địa bàn quận 5, trong đó ổ dịch hẻm 93 Bạch Vân, phường 5 ghi nhận tổng cộng 70 ca. Bệnh nhân đầu tiên được phát hiện ngày 8 tháng 7 có liên quan chợ đầu mối Bình Điền. Ổ dịch hẻm 57 Trần Nhân Tôn, phường 9, ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày 28 tháng 7 qua xét nghiệm tầm soát. Cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ con hẻm này và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản cập nhật hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà, trong đó bổ sung thêm hai loại thuốc kháng đông dạng uống cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, gồm Abisaban và Dabigasan. Trước đó, Sở Y tế đã cập nhật sử dụng thuốc kháng đông dạng uống Rivaroxaban, qua đó cũng lưu ý thời gian sử dụng các thuốc trên tối đa là 7 ngày, chỉ sử dụng cho người trên 18 tuổi. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn thể sinh viên hiện đang cư trú tại ký túc xá Bách Khoa sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt tiêm này diễn ra trong 2 ngày với tổng cộng 850 liều, được chia làm các buổi theo từng nhóm sinh viên, phân bố đều số lượng mỗi buổi tiêm. Mới đây, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp một đơn vị khai trương mô hình siêu thị di động đầy sáng tạo, đưa hàng hóa thiết yếu đến tận nơi ở của người dân, đặc biệt là các khu phong tỏa, cách ly và ngoại ô thành phố. Sau đây, phóng viên Thanh Thúy sẽ giúp quý vị khám phá điều thú vị bên trong siêu thị kiểu mới này. Thưa quý vị, đây là không gian bên trong của một chiếc xe buýt đã được chuyển đổi công năng thành một chiếc xe bán hàng lưu động. Và những chiếc ghế xe buýt thì đã được thay thế bằng những chiếc kệ nhìn như là một siêu thị mini như thế này, với đầy đủ các mặt hàng từ rau củ quả đến thực phẩm tươi sống và cả đồ gia dụng như thế này để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Hàng trăm mặt hàng nhu yếu phẩm với giá bình ổn được bày bán bên trong chiếc xe buýt siêu thị di động kiểu mới này. Dự kiến mô hình này được kéo dài trong 2 tháng và sẽ tăng quy mô lên khoảng 10 chiếc để đi đến được nhiều nơi và nhiều điểm hơn, chủ yếu đưa hàng hóa đi phục vụ người dân tại các quận, huyện, vùng ven, các khu phong tỏa, cách ly trên địa bàn thành phố. Người dân rất hài lòng và thích thú khi mua sắm tại siêu thị độc đáo này. Hàng nó cũng đa dạng, cũng bình ổn giống như ở trong siêu thị vậy đó. Nhưng mà giá nhiều khi nó nhược cái giá nó rẻ hơn siêu thị nữa. Thưa quý vị, song song với việc đa dạng hóa các phương thức cung ứng hàng hóa thiết yếu, thành phố cũng chủ trương làm tốt hơn nữa việc phát phiếu đi chợ nhằm hạn chế người dân ra đường. Từ đây câu chuyện đi chợ không còn đơn giản như trước kia nữa. Người ở chợ phải cân đo đong đếm sao cho hợp lý. Sau đây là ghi nhận về hành trình đi chợ mùa giãn cách. Thì tôi đã cùng đi siêu thị với một người dân ở quận 3. Thì từ nhà đến siêu thị chúng tôi đã đi qua một chốt kiểm soát phòng dịch để kiểm tra giấy tờ đi chợ. Khi đến siêu thị thì tôi đã được phát số thứ tự. Hiện tại thì số thứ tự của tôi là 214 và tôi đã thực hiện khai báo y tế và tiếp tục xếp hàng để được vào trong mua sắm. Trong những ngày giãn cách, cả gia đình ở nhà chống dịch, chị Phan Anh trở thành bà nội trợ bất đắc dĩ. Hàng ngày chị phải đau đầu nghĩ món cho các bữa ăn của gia đình, phải vừa đảm bảo dinh dưỡng phòng bệnh mùa dịch, vừa ngon ít lặp lại để không bị ngán. Mà khó nhất vẫn là khâu đi chợ. Khi chỉ đi chợ tuần có một lần, chị Phan Anh càng phải cân đo đong đếm kỹ hơn, mua gì, mua bao nhiêu cho đủ cho gia đình xài một tuần. Từ hôm qua biết hôm nay mình sẽ đi là mình đã phải kiểm phải chuẩn bị là mình sẽ phải mua những cái gì được hết trong tủ rồi, coi là không có thể sắp xếp được cho một tuần mình có thể mua những cái món gì và có thể là cân đối với nhau.
Theo quan sát của phóng viên, thì hầu hết những người đến siêu thị đều cầm theo một danh sách rất dài những mặt hàng cần mua, thậm chí lên danh sách trước một ngày. Một phần là để đảm bảo mua đủ những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình trong suốt một tuần. Mặt khác là để việc đi chợ nhanh nhất có thể, nhằm giảm thời gian ở lại nơi đông người, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Mình sẽ ghi trên giấy chuẩn bị sẵn như vậy, và mỗi lần mà đến thì mình chỉ có 30 phút để mà đi hết tất cả các khu vực. Và trong 30 phút đó mình cũng phải tranh thủ mọi thứ và cũng như sắp xếp một cái quy trình để cho nó tiện lợi nhất. Sau gần 2 tháng áp dụng, hiện người dân thành phố Hồ Chí Minh đã khá quen thuộc với lá phiếu đi chợ. Để hạn chế người dân ra đường trong thời gian giãn cách, thành phố Hồ Chí Minh chủ trương làm tốt hơn nữa việc phát phiếu đi chợ. Mỗi gia đình được cấp một phiếu mỗi tuần, có ghi rõ ngày giờ để đảm bảo đúng quy định giãn cách phòng dịch.